cái dòng mới thì nó làm cái này nó lộn cái này nó mới nói nước coi không rồi có thay cái nó mỏng rồi chà 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 nó phải bự như vậy chứ tại vì anh xài nó như 3 lít mét mốt thì cái càng nó phải ra tới 1m2 tại vì 3 lít nó làm lòng lòng mà có loại là lộn hơn không lộn hơn chỉ có một loại là nó xài 3 lít mỡ thôi anh thử đo chiều ngang nó chưa, cái chiều ngang của nó là bao nhiêu, phải có con không thứ cái xe ba bánh năm bánh mỏng đây tầm trung lên lòng luôn, nó không cái càng là không có bánh nằm trong luôn, rất là gọn bánh nằm trong mà cái càng để xuống thẳng xuống cái bánh luôn. Ừ, cái là xài loại 3 lít đóng 3 lít mở rồi thì khi mà nút vô ba lít dưới là không có gỗ, khi mà nâng lên là cái phần hàng nó sẽ đem cái bánh luôn, không không mang bình thường cũng.